Kính chào tất cả các anh em đã ghé thăm kênh Review Audio. Anh em mình ghé thăm rất mong nhận được đăng ký kênh của tất cả các anh em. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến nhà mình một chiếc đầu băng cassette đến từ hãng Techcam 122MK3. Hàng đấu giá mới về từ Nhật chưa dùng tại Việt Nam. Chiếc này mới đẹp lắm các bác, mới 98-99% luôn, đẹp xuất sắc. Đây là chiếc đầu băng cassette dành riêng cho phòng thu chuyên nghiệp, cho nên riêng về phần thu băng sẽ là hay, xuất sắc, hoàn hảo 10-10 luôn. Rất phù hợp cho những bác nào thích in sang băng. Dùng chiếc đầu này thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Còn về phần phát thì tiếng cũng rất là hay, bởi vì đây là dòng đèn vu. Các bác biết rồi, dòng đèn vu thì mang đến cái chất âm mộc mạc rất là dày. Chúng ta nghe nhạc thì hay tuyệt vời. Và cặp đèn vu này các bác thấy này, rất là to, ánh vàng, nhìn sang, phải nói là sang trọng đẹp mắt. Đây là chiếc đầu băng cassette 3 hẹp 3 đầu từ các bác nha. Đây này, có nút kịp âm monitor. Đấy, dòng 3 đầu từ đấy. Cho nên là chúng ta có thể kết hợp để làm dề với một cái nút gạt này. Chúng ta có thể làm dề cũng rất là hay. Dòng 3 hẹp 3 đầu từ được bác biết rồi. Nó sẽ luôn luôn là chất lượng hơn rất nhiều so với dòng 2 đầu từ. Tất cả góc cạnh đẹp long lanh luôn. Em mời các bác ngắm nhìn đầu từ bánh tỳ luôn. Con này mới lắm, mới tinh. Cảm giác như là trước đây người ta mua về người ta dùng rất là ít các bác này. Nó hơi tối ha. Bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ qua Zalo. Em sẽ chụp hình ảnh đầu từ bánh tỳ cũng như là nội thất chi tiết cho các bác cùng nhìn ngắm, mới keng luôn. Dòng này được sản xuất vào những năm 1981 đến năm 1997. Như vậy là đây là một cái đời máy mà có thể nói là được sản xuất trong một thời gian rất dài. Với size chiều ngang tới 482, chiều cao là 147 và chiều sâu là 355. Máy cũng rất là gấu nha, nặng tới 10 kg. Đây là dòng dành cho phòng thu chuyên nghiệp. Trên đây các bác thấy này, nó có cái quai tai hai bên để bắt vào những cái kệ ha của phòng thu, rất là chuyên nghiệp. Và đồng thời thì nó sử dụng jack chân jack ba lăng, có nghĩa là chân jack dành cho phòng thu chuyên nghiệp luôn. Rồi, trước khi test cụ thể chất âm thì em mời các bác cùng ngắm nhìn mặt sau cũng như là nội thất nha. Dòng chuyên nghiệp phòng thu cho nên được trang bị cổng chân jack ba lăng luôn các bác nha. Input này. Đấy, output. Các bác nhớ là những chiếc máy chuyên dụng cao cấp thì mới được trang bị cổng chân jack ba lăng này. Ngoài ra thì vẫn có cổng AV cho chúng ta kết nối phổ thông bình thường. Techcam 122MK3. Sử dụng điện 100V, các bác nhớ là hàng nội địa, dùng điện 100V. Còn đây em mời các bác ngắm nhìn nội thất này. Nội thất mới tinh, vàng ươm, đẹp long lanh luôn. Ôi, nội thất chiếc này nhìn nó rất là cao cấp xịn sò luôn các bác nha. Mới lắm luôn. Mới như chưa dùng luôn. Trời ơi, các góc cạnh này, từng con ốc con vít. Dòng này là thu phát hay. Cơ cấu thì lại chạy rất là êm và bền. Bộ cơ này. Dòng này cơ chạy ổn định lắm. Đẹp nhỉ? Ôi, nội thất đẹp quá luôn các bạn. Pin áp nguồn này, vàng óng luôn. Quá hoàn hảo cho một chiếc máy dành cho phòng thu. Mời các bác cùng bắt đầu trải nghiệm chất âm. Em sẽ test trên cuốn băng sợi metal, băng tiếp 4 luôn. Các bác biết đây là chiếc đầu băng cassette chuyên nghiệp dành cho phòng thu, cho nên có đầy đủ tất cả các chế độ băng. Chúng ta sẽ cùng là lắng nghe khả năng thu phát của máy qua một ca khúc của nam ca sĩ Tuấn Hiệp trình bày, bài hát Em ơi Hà Nội phố. Các bác có thể đeo tai nghe vào rất là hay nhé. Em chọn nguồn phát đầu tách, bấm play này. Trên đây chúng ta sẽ bấm nút ghi và nút play đồng thời. Input này. Input là nguồn chuộc các bác nhé. Các bác thấy là chuộc với lại tape là như nhau. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoang lang, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, ta
tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em ngóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, từng chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt yên. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói son niên nào nào kỷ niệm. Chiều hồ tây lao sao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Trời ơi, các bác thấy chất lượng âm thanh hay tuyệt vời, xuất sắc luôn. Một chiếc máy dành cho phòng thu chuyên nghiệp, dòng đèn vu cho nên là tiếng dày mộc ấm, nền rất là sạch tiếng. Chúng ta có thể nói là nghe như là thấy, cũng cảm nhận được cái hơi thở của ca sĩ luôn. Hay thật, chiếc này giá bình dân thôi mà hay bất ngờ luôn. Và đặc biệt là các bác nhớ nha, máy là có dòng 3 từ đấy, 3 từ 3 hẹc này, có nút kịp âm monitor này, dòng phòng thu chuyên nghiệp cho nên là nó sẽ đề là input và auto, có nghĩa là tép chuộc ấy, em đang để là phần tép, auto là phần tép. Cho nên là máy vừa thu vừa phát, chúng ta có thể nghe thấy là chất âm hay, xuất sắc, hoàn hảo 10/10. Bây giờ thì có lẽ rằng là em sẽ tu lại một đoạn, mời các bác cùng lắng nghe kiếm âm lại thêm một lần nữa về khả năng thu phát của máy vừa rồi nhá. Phải nói là hay tuyệt vời luôn. Mời các bác cùng lắng nghe này. Nếu có thể thì các bác nên đeo tai nghe nhá. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoang lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em ngóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn máy có cả volume cho phần output các bác nha. Cho nên là chúng ta làm dề thì phải nó rất là thuận tiện, rất là hay, sử dụng tiện lợi luôn, có cả volume output luôn này. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nơi một con đường.
chiều hồ tây lao sao hoài con sao chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Đã hết cái phần chúng ta mới thu, phải nói là hay xuất sắc, thu hoàn hảo 10-10. Con này lại còn có cả phần chỉnh tốc độ đây này, rất là thuận tiện. Nó là dòng phòng thu nên là có nhiều chức năng hay lắm. Để em thu lại một đoạn, em thử cái chức năng chỉnh tốc độ cho các bác thấy này. Đây này, chỉnh tốc độ nhá. Đấy, chậm này, nhanh này. Bỗng thấy mình chẳng như nuôi một con đường. Hay tuyệt vời chưa? Đấy, có rất nhiều chức năng nhá, có cả chỉnh tốc độ ở đây luôn này. Đây là một chức năng rất là hay, được nhiều anh em rất là quan tâm, bởi vì chúng ta có thể tùy chỉnh đưa về cái tốc độ chuẩn và phù hợp với gu nghe nhạc của từng người, rất là tuyệt vời, thuận tiện ngay trên mặt máy luôn. Một chiếc máy mới cứng luôn, tất cả là hoàn hảo, xuất sắc 10-10. Từ trong ra ngoài, thu phát thì được cả thu hay, phát tốt, giá thành thì hợp lý. Bạn nào quan tâm thì vui lòng liên hệ sớm giúp em nhé. Bạn là số điện thoại quen thuộc 0916 9505 95. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.